nha, mình đang đi lang thang. Thì đây là một cái chuyến đi nói chung là không có đích và cũng không có mục đích, gọi là lang thang thôi. Đến được nơi nào thì đến. Một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Bây giờ thì đang giữa buổi trưa nắng, khoảng nắng tầm này thì khoảng tầm 39-40 độ gì đấy. Nên được cái anh em mình ngồi trên này điều hòa nó cũng không nóng lắm. Lạnh lắm. Đắp chăn vào. Trời ơi, nó lạnh chút nữa. Sao bật lên trên mấy lạnh chút nữa. Đắp chăn vào. Sơn nó thi trước mà. Thực ra chuyên Lam Sơn này cũng thi thế, nhưng mà có mỗi thêm thi môn chuyên nữa thôi. Có gì đâu. Môn chuyên là môn giáo dục công dân. Thích môn gì cũng được. Mày thích chọn môn gì mày chọn. Giáo dục công dân tốt. Vạ đến đó vượt. Già này già chứ. Anh kéo cửa sổ xuống. Đấy. Đâu. Bây giờ gặp đứa nào mà gì kéo cửa sổ xuống tập trung chửi, chửi tổng. Chửi á, chửi là cho mà chửi xối xả đấy, chửi không cho nó chửi. Đây này, cái này kéo cửa sổ xuống tranh linh chửi anh em cứu ra thôi. Xong rồi trời giúp phóng lợn nó chọc tranh linh cái. Thôi chơi chi nó xấu nha. Rồi đó thì anh phải mở cửa nha, anh hé ra làm sao phóng lợn chọc vào được. Chọc ba kinh. Xong anh chửi, xong anh kéo lên đó. Đấy, anh kéo lên. Anh ra hết sớm. Xong rồi anh để cái cửa, anh lại kéo kính cửa dưới xuống. Nó xin mẹ nó xin mẹ đấy. Là ông đúng. Đây này hả,
mất rồi, nó bị lụi lụi mất rồi. Câu ở bên đây có một cái chỗ của hoa bằng lăng rất đẹp. Bằng lăng cầu kìa, nó đồ mà đây bây giờ đi qua một con cầu. Cầu này biết cầu gì không? Ơi. Cầu sông Đơ. Sông Đơ, cầu Đơ. Cầu Bình Hòa là cầu, là cái cầu bên kia kìa. Cầu Đơ. Đây là cầu sông Đơ. Là. Họ gọi tên địa phương là cầu sông Đơ. Còn tên không biết nó đặt mới là cầu gì không biết. Còn cầu Bình Hòa là cái cầu cũng đây thẳng đây ra đây kia kìa. Là gọi là cầu Bình Hòa. Bọn em cầu Bình Hòa. Sao rồi chỗ quá. Bọn em chạy xe đạp từ nhà này chạy. Nó là cái cầu Hòa Bình. Nó tổ chức cái gì đó. Còn cái anh em là cầu số 1. Đây là tên là cầu số 1 gì mà tốt nghiệp cho bọn 12 mới. Thế à? Thắng đây ra kia là cầu Bình Hòa, là cái cầu mà đi qua đường ấy. Nó không, à? Không có cầu, nó có cái đường. Cái cầu từ xưa đến nay lại là cái cầu này mới xây đẹp hơn. Có tiền mua đất ở đây mà xây nhà mà ở này. Nhưng mà vắng cũng không, nhưng mà vắng lại không, nó không giống cái khu tại cư mình trong mình nhé. Khu mà đá bóng á. Thôi nhưng mà khu mình ấy ở thì lại đất mình quen hơn. Mà cứ đợi thêm 2 đến 3 năm nữa rồi ở đây cũng nó có kín không? Ừ. Đến lúc đó sinh